Lúc bấy giờ, trong hội có chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh, cùng lúc biến hóa ra các thứ hoa, y phục, anh lạc và hương vòng vân vân, vui mừng ở giữa hư không, giải hoa cúng Phật, chắp tay cung kính cùng bạch Phật, nguyện cho bát nhã ba la mật đa này tồn tại lâu dài trong cõi người châu thiệm bộ. Vì sao? Vì nếu như bát nhã ba la mật đa được truyền bá rộng rãi trong cõi người châu thiệm bộ, thì nên biết chẳng những ở nơi này Phật bảo, Pháp bảo và bí xô tăng bảo tồn tại lâu dài chẳng diệt, mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô lượng vô số vô biên cõi Phật trong mười phương cũng là như vậy. Do đó chúng đại Bồ Tát và hạnh thù thắng cũng có thể biết rõ. Bạch Thế Tôn, tùy theo địa phương có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đem lòng tin thanh tịnh sao chép thọ trì bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, rồi cung kính cúng dường, nên biết xứ ấy có ánh sáng mầu nhiệm trừ diệt mê mờ, sanh các điều lợi ích thù thắng. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích và các thiên chúng: đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, nếu như bát nhã ba la mật đa được truyền bá rộng rãi trong cõi người châu thiệm bộ, thì nên biết chẳng những ở nơi này Phật bảo, Pháp bảo, bí xô tăng bảo tồn tại lâu dài chẳng diệt, mà đối với thế giới ba lần ngàn này cho đến vô lượng vô số vô biên cõi Phật trong mười phương cũng là như vậy. Do đó chúng đại Bồ Tát và hạnh thù thắng cũng có thể biết rõ, địa phương nào có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đem lòng tin thanh tịnh sao chép thọ trì bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, rồi cung kính cúng dường, nên biết ở nơi ấy có ánh sáng nhiệm màu trừ diệt mê mờ, sanh các điều lợi ích thù thắng. Khi ấy các chúng trời lại biến hóa ra các thứ hoa, y phục, anh lạc và hương vòng tuyệt diệu của cõi trời để giải cúng Phật, rồi lại bạch Phật: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì lại hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy chẳng bị ma và quyến thuộc của ma dễ dàng làm hại. Chư thiên chúng con thường đi theo thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy hết lòng ủng hộ, khiến không tổn hại. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, chư thiên chúng con cung kính phụng sự như Phật, hoặc như thân cận Phật, như tôn trọng Pháp. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì loài hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy chẳng phải chỉ một ít thiện căn có thể làm được việc ấy, mà nhất định những đời trước ở chỗ vô lượng các đức Phật đã tu tập nhiều thiện căn, phát nhiều chánh nguyện, cúng dường nhiều đức Phật, được nhiều thiện tri thức hỗ trợ, mới có thể đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì loài hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi. Bạch Thế Tôn, muốn chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật phải cầu bát nhã ba la mật đa, muốn chứng đắc bát nhã ba la mật đa phải cầu trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc đều được phát sanh từ bát nhã ba la mật đa. Vì bát nhã ba la mật đa như thế đều được phát sanh từ trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc chẳng khác bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa như thế chẳng khác trí nhất thiết trí của chư Phật. Trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với bát nhã ba la mật đa này, nên biết không hai cũng không hai phần. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Kiều Thi Ca, muốn chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật phải cầu bát nhã ba la mật đa, muốn chứng đắc bát nhã ba la mật đa phải cầu trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc đều được phát sanh từ bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa như thế đều được phát sanh từ trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc chẳng khác bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa như thế chẳng khác trí nhất thiết trí của chư Phật. Trí nhất thiết trí của chư Phật đã chứng đắc cùng với bát nhã ba la mật đa này, nên biết không hai cũng không hai phần. Vì vậy, nên công đức oai thần của bát nhã ba la mật đa thật là hy hữu.
Lúc bấy giờ, cụ thọ khánh hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi thánh đế phổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi năm loại mắt, sáu phép thần thông mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi hạnh của Đại Bồ Tát mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì chẳng xưng tán rộng rãi quả vị giác ngộ cao tột mà chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Khánh hỷ, người này nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ, nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ, nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ, nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ, nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa.
Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với hạnh của đại bồ tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, vì bát nhã ba la mật đa này đối với quả vị giác ngộ cao tổ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bố thí ba la mật đa chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bố thí ba la mật đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không nội, thì có thể gọi là chân an trụ pháp không nội chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không nội, thì mới có thể gọi là chân an trụ pháp không nội. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì có thể gọi là chân an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, thì mới có thể gọi là chân an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn.
nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ chân như thì có thể gọi là chân an trụ chân như chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ chân như thì mới có thể gọi là chân an trụ chân như. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì có thể gọi là chân an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thì mới có thể gọi là chân an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ thánh đế khổ thì có thể gọi là chân an trụ thánh đế khổ chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ thánh đế khổ thì mới có thể gọi là chân an trụ thánh đế khổ. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ thánh đế tập diệt đạo thì có thể gọi là chân an trụ thánh đế tập diệt đạo chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà an trụ thánh đế tập diệt đạo thì mới có thể gọi là chân an trụ thánh đế tập diệt đạo. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với thánh đế khổ tập diệt đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn tịnh lự thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn tịnh lự chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn tịnh lự thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn tịnh lự. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tám giải thoát thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tám giải thoát chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tám giải thoát thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tám giải thoát. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn niệm trụ thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn niệm trụ chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Khánh hỷ, cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn niệm trụ thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn niệm trụ. Phật dạy: Khánh hỷ, theo ý ông thì sao, nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm đực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm đực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không.
Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát không thì có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát không chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát không thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát không. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu năm loại mắt thì có thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại mắt chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu năm loại mắt thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn năm loại mắt. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu sáu phép thần thông thì có thể gọi là tu hành đúng đắn sáu phép thần thông chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu sáu phép thần thông thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn sáu phép thần thông. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với năm loại mắt sáu phép thần thông kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu 10 lực của Phật thì có thể gọi là tu hành đúng đắn 10 lực của Phật chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu 10 lực của Phật thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn 10 lực của Phật. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thì có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp không quên mất thì có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp không quên mất chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu pháp không quên mất thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn pháp không quên mất. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tánh luôn luôn xả chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tánh luôn luôn xả thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tánh luôn luôn xả. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu trí nhất thiết thì có thể gọi là tu hành đúng đắn trí nhất thiết chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu trí nhất thiết thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn trí nhất thiết. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì có thể gọi là tu hành đúng đắn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn đà la ni thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn đà la ni chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn đà la ni thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn đà la ni. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn tam ma địa thì có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn tam ma địa chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu tất cả pháp môn tam ma địa thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn tất cả pháp môn tam ma địa. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu hạnh đại Bồ Tát thì có thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh đại Bồ Tát chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu hạnh đại Bồ Tát thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn hạnh đại Bồ Tát. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với hạnh đại Bồ Tát kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Phật dạy khánh hỷ theo ý ông thì sao? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu quả vị giác ngộ cao tột thì có thể gọi là tu hành đúng đắn quả vị giác ngộ cao tột chăng? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy khánh hỷ cốt yếu là do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu quả vị giác ngộ cao tột thì mới có thể gọi là tu hành đúng đắn quả vị giác ngộ cao tột. Cho nên bát nhã ba la mật đa này đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, pháp hướng dẫn, nên ta chỉ xưng tán rộng rãi bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bố thí ba la mật đa? Phật dạy khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bố thí ba la mật đa thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bố thí ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp không nội? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp không nội thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp không nội. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới?
Pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh, tự tánh, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí, để an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh, tự tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ chân như? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ chân như, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ chân như. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ thánh đế khổ? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ thánh đế khổ, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ thánh đế khổ. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ thánh đế tập diệt đạo? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để an trụ thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn tịnh lự? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn tịnh lự, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn tịnh lự. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám giải thoát? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tám giải thoát, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám giải thoát. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn niệm trụ? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn niệm trụ, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn niệm trụ. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát không? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát không, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát không? Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu năm loại mắt? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập năm loại mắt, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu năm loại mắt. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu sáu phép thần thông? Khánh hỷ lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập sáu phép thần thông, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu sáu phép thần thông.
Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu mười lực của Phật? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập mười lực của Phật, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu mười lực của Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp không quên mất? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập pháp không quên mất thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu pháp không quên mất. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn xả? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tánh luôn luôn xả, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí nhất thiết? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập trí nhất thiết thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí nhất thiết. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà La Ni? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tất cả pháp môn Đà La Ni thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Đà La Ni. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu hạnh Đại Bồ Tát? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập hạnh Đại Bồ Tát thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu hạnh Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thế nào là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu quả vị giác ngộ cao tột? Khánh hỷ, lấy vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, tu tập quả vị giác ngộ cao tột thì gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí để tu quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ khánh hỷ lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo,
lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, lấy vô nhị nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, lấy vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Hết quyển thứ 106.